Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 9 tháng 1. Hôm nay và trong những ngày tới, thời tiết khu vực tỉnh tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết hanh khô. Mặc dù đang có một đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, nhưng do cường độ tác động đến khu vực tỉnh không mạnh, nên thời tiết khu vực tỉnh hầu như không có sự biến đổi. Ban ngày trời khá quang mây, nắng kéo dài khoảng 10 tiếng. Thời tiết khô ráo tạo thuận lợi cho nhiều hoạt động, tuy nhiên lại khiến nguy cơ về cháy nổ trong khu dân cư và tình hình nguy cơ cháy rừng tăng cao. Nhiệt độ hôm nay giảm nhẹ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời nhiều mây, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay trời không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo vẫn đang duy trì thời tiết xấu, có mưa rào và dông, kèm theo gió giật mạnh và lốc xoáy trong cơn dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió đông bắc cấp 7 và cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 1 năm 2021, mực nước cao nhất 400 cm xuất hiện lúc 21 giờ 40 phút, thấp nhất 200 cm xuất hiện lúc 4 giờ 30 phút.